Và một tình huống bắt quân đến từ bài đấu của Persian. Và đây là máy của em thủ Pan. Rồi một tuần thi đấu Kenne. Vâng, như vậy là cánh bên kia dường như một mình kim thủ Camquist đang vào chơi. Và tôi nghĩ thời điểm này Tham Lai càng đánh sẽ là càng đè cho các thủ bên phía Liên Quân thôi. Vâng, có anh em nào không biết quản lại cái khoanh gỗ vừa bung ra của game thủ AC không? Và một chiến thuật rất hay đến từ anh em Dương Vũ khi mà đang một tuần muốn bơm đồ cho Persian lên 4. Và một chiến thuật cũng rất hay nhưng mà hiện tại chúng ta chưa có lực có thể bơm lên 4. Rồi một tuần bắt quân đến từ cái game thủ đang rất trâu lạc đà đến từ cả Hoàng Minh và cả game thủ Kangwit. Và một tuần khô máu. Rồi tuần này chơi được không? AC khả năng cao cũng đã rắc 4 rồi. Một tuần đấu quân nhưng mà dường như tôi chưa thấy Tham Lai tụt đến từ game thủ Pamiran. Vâng, rõ ràng là một tuần đấu quân mà Pamiran vẫn đang giữ là Tham Lai 46. Và có lẽ là một con số 46 sẽ là một con số đáng phải suy nghĩ cho anh em vào buổi tối ngày hôm nay. Rồi 37 dành cho game thủ Camquist. Một tuần phải e hay. Rồi U97 đang là người rất cố gắng trong trận thi đấu chung kết. Rồi Hồng Anh resign. Và tôi nghĩ là thời điểm này đội bạn resign là hơi muộn màng. Và để cho một mình AC Rian cân đôi với hai chém tuyển. Và ta có chiến thắng trong trận thi đấu chung kết của C đấu thứ 3. Vâng, trận thi đấu này qua là chém cho bạn hiểu thôi. Vâng, hiểu thế nào là cầm chém tuyển. Vâng, buổi chiều hôm nay rất ít khi game thủ Hoàng Minh và game thủ Camquist được cầm Pan và Persian. Và nhìn một khi đã cầm thì anh em có thể biết cái sức mạnh rồi.